hướng dẫn sử dụng giáo cụ số nút âm thanh nền. Trên EduLine, giáo cụ số nút âm thanh nền là một công cụ mô phỏng nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc tạo bài giảng. Khi bạn thêm giáo cụ này vào slide thì khi bạn trình chiếu, bạn click vào nút này thì sẽ bật hoặc tắt âm thanh nền. Với giáo cụ số này, bạn có thể tạo nhanh hiệu ứng bật tắt âm thanh nền cho bài giảng của mình mà không cần cài đặt nhiều. Để tìm và sử dụng nội dung, bạn thực hiện như sau. Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào công cụ Compound ở thanh công cụ bên trái. Sau đó bạn nhập nội dung tìm kiếm là nút âm thanh nền. Bạn chọn vào giáo cụ số đó. Ngay lập tức sẽ hiện giáo cụ số này ở trong slide. Bạn có thể di chuyển vị trí, phóng to, thu nhỏ tùy theo mục đích. Hiện mình có 3 slide và mình sẽ thêm nút này ở cả 3 slide. Mình sẽ thu nhỏ lại chút và để ở góc trên bên phải. Sau đó bạn hãy chọn vào nút thuộc tính giáo cụ ở thanh công cụ góc bên trái. Bạn có thể cài đặt phát âm thanh nền ngay khi chỉnh chiều. Và bạn có thể thay đổi âm thanh nền bằng cách chọn thay đổi âm thanh. Sau đó chọn thêm âm thanh, tải lên từ máy tính. Cuối cùng là chọn âm thanh vừa tải lên và chọn lưu. Sau khi chỉnh sửa xong, chúng ta cùng xem thử. Việc sử dụng giáo cụ số sẽ hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy qua các công cụ mô phỏng để học sinh hình dung dễ hơn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức với công cụ giáo cụ số của EduLife. Chúc bạn thao tác thành công! EduLife.